Sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Jose Mari, thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba. Đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Machado cùng đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc tại quốc gia này. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernandez, ký thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể đặc biệt Quốc hội Cuba khóa 10 và lễ kỷ niệm 62 năm chiến thắng bãi biển Giron. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ hội kiến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và một số sự kiện văn hóa Việt Nam tại La Habana. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng sẽ tham dự và phát biểu tại diễn đàn thương mại và đầu tư hai nước, chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Cuba.